quay trở lại với kênh Vì Sao. Bạn có biết vì sao những tòa nhà cũ ở nước Anh lại xuất hiện cửa sổ bị xây kín bằng gạch không? Sau khi hỏi chị Google thì hóa ra từng có luật thu thuế cửa sổ. Khoảng 300 năm trước, nước Anh muốn đánh thuế nhà của người dân dựa trên số lượng cửa sổ nên để không phải trả thuế, người dân sẽ xây bịt cửa sổ lại. Rất may cuối năm 1851, thuế cửa sổ đã bị bãi bỏ sau 156 năm có hiệu lực. Bạn hãy thử làm trò này với chú chó cưng của mình xem phản ứng của nó có giống với chú chó có trong video này không nhé. Cái trò chơi này nhìn cũng vui ra phết đấy chứ, nhưng mà sao tôi vẫn cứ thấy tiếc tiếc với quả trứng quá. Ôi trời ơi, có bạn nào làm được cơ đùi chuyển động như này không? Đây là một ca cực khó cho cảnh sát khi anh ấy phát hiện chiếc xe này vượt quá tốc độ, nhưng lúc đến gần thì lại là một chiếc xe không người lái. Không biết anh cảnh sát sẽ xử phạt ra sao nhỉ? Oh my God, I have to watch this. Trong thời gian đầu bị phong tỏa vì dịch Covid, nước ta điều động các lực lượng chức năng chốt chặn ngoài đường, thì ở Thượng Hải họ lại dùng cách này. Cứ quay thấy ai ló mặt ra ngoài đường là phạt nặng các bạn ạ. Một trong những bạn đăng ký kênh của tôi đã phát hiện ra rằng bạn ấy có thể phóng các vật thể bằng cơ ở mắt cá chân. Còn bạn nào làm được điều này thì gửi ngay video cho tôi nhé. Ước gì nhà tôi cũng có một màn hình cong cỡ lớn như này để xem phim và chơi game thì tuyệt cú mèo các bạn ạ. Có bạn nào biết vì sao anh ấy có thể làm được như vậy không? Tôi thật không tin nổi vào mắt mình nữa. Vòi cảm ứng này không thể nhận ra tay của anh ấy nhưng lại có thể nhận ra giấy. Không lẽ vòi nước cũng biết phân biệt chủng tộc chăng? Có bạn nào muốn nuôi một chú thú cưng đầy gai góc như này không? Khi bạn có ngón tay cái đặc biệt như này thì việc thả tim là điều rất đơn giản phải không? Con thằn lằn tội nghiệp này bị lạc đường và nó đang xem bản đồ để tìm đường về nhà. Các bạn có thấy ngạc nhiên chưa? Do you need directions, sir? Đây là cách mà hươu cao cổ ăn cỏ dưới đất. Thanh niên này tính cậy cửa ăn trộm nhưng thật không ngờ người chủ lại đang ngồi trong xe. Thế là tẽn tò luôn các bạn ạ. Excuse you. Cô gái này phát hiện ra tai mình có thể kéo giãn một cách đáng kinh ngạc và ngay lập tức cô đã áp dụng nó rất hiệu quả. Đôi vợ chồng này làm đám cưới quá là ấn tượng. Được biết họ đều là diễn viên đóng thế chuyên nghiệp nên mới có ý tưởng táo bạo như vậy. Nếu bạn nào có ý định làm theo thì tốt nhất không nên nhé. Anh chàng này định dùng ô tô của mình để nghiền nát chai nước ngọt nhưng kết quả thật là quá sốc. Loài diệc đen rất thông minh, chúng sẽ sử dụng đôi cánh của mình để ngăn ánh sáng mặt trời phản chiếu trên mặt nước, giúp tìm cá dễ dàng hơn. Từ
Tôi chỉ biết câm nín khi không hiểu vì sao anh ấy có thể đi được chiếc xe này. Làm thế nào để thổi căng được chiếc túi dài ngoằng này bằng một hơi thở? Bạn hãy xem cách ông ấy làm sẽ thấy dễ lắm nhé. We're not going to put our mouth right on the bag. And what happens there is as we blow in, surrounding air is pulled in as well. One big breath. Du khách này đang du lịch ở biển Bắc thì chợt phát hiện ra rằng anh ấy đang ở giữa ranh giới giữa ngày và đêm ở cùng một thời điểm. Bạn biết lý do vì sao không? Công ty này có một ý tưởng cực kỳ hay, đó là sản xuất nước uống miễn phí. Vậy họ lấy doanh thu ở đâu? Câu trả lời là từ những tờ quảng cáo được dán lên chai nước. The world's first free beverage company. The advertisements on the packaging pay for everything. It's kind of like YouTube. You watch your quick ad, get a free video. That's where you get a free. Đây là cách nhân viên sân bay xếp hành lý lên máy bay. Tài xế chiếc xe này bỗng dưng bị bất tỉnh khi đang lái xe. Rất may có người phụ nữ đã phát hiện ra và hô hào mọi người tới giúp đỡ. Càng may hơn nữa là trong số đó có người là y tá nên đã sơ cứu khẩn cấp cho tài xế trước khi xe cứu thương đến. Con chó này không biết kiếm đâu ra bộ răng giả mà đeo mãi không nhả các bạn ạ. Các bạn bơm bóng thì bơm vừa đủ thôi nhé, chứ căng thế này thì các bạn cũng biết kết cục là gì rồi á. Các em cứ yên tâm, thiết bị này rất an toàn. Never ask you students to do anything we wouldn't do ourselves. Holy crap! What is happening? I didn't know you're. She's. Oh my god! Cô trẻ ơi, xoay với tốc độ khủng khiếp thế này mà cậu ấy vẫn đi đứng bình thường, quả là bái phục. Một công ty đã phát minh ra hai màn hình phụ cho máy tính xách tay. Bạn thấy sao về phát minh này? Bạn thấy tác phẩm trên băng này thế nào? Với một cục pin lithium, bạn sẽ có thể lấy được một lá lithium mỏng dài bên trong và đây là điều sẽ xảy ra khi thả nó vào nước. Normally, it just fizzles a bunch and maybe lights on fire. In this foil form from the battery though, it can sometimes be a bit more. Không hiểu anh chàng này có thù oán gì với bức tranh nàng Mona Lisa mà ném ngay miếng bánh kem vào nó. Rất may bức tranh không bị ảnh hưởng gì do có lớp kính bảo vệ. No way. Nhìn gì tôi đây men? Anh chàng này đang tính cầu hôn cô bạn ngay trên bục, nhưng một lúc sau anh bảo vệ tiến tới và giật mất chiếc nhẫn. Lý do là khu vực này cấm du khách đứng trên đó. Ở Úc cũng tổ chức lễ hội ánh sáng như Việt Nam, nhưng hình thù thì có khi các em bé sẽ khoái hơn người lớn. Bạn hãy thử thả những viên M&M này vào nước. Khi nó đủ lâu, bạn sẽ nhìn thấy điều đặc biệt.
Lái xe đua bằng tay đã khó rồi, vậy mà người đàn ông này còn lái bằng chân mới đỉnh chứ. Thanh niên này không biết chọc giận gì con khỉ mà để nó nổi đoá lên như vậy. Rất may sau đó con khỉ cũng tha cho anh ấy. This person got a little too close to the ape enclosure at the zoo. Eventually the ape did let go and the guy was totally Động cơ này được chạy hoàn toàn bằng nước, nó có thể cắt được cả gỗ, bạn có tin không? Trong trường hợp bạn không ngại về vấn đề riêng tư của chính mình thì bạn có thể sử dụng công nghệ nhìn xuyên tường này. Này thì không lâu nữa thợ săm sẽ thất nghiệp. Chỉ là chiếc xe đồ chơi thôi mà sao nó chạy nhanh dữ vậy? Tôi thật không biết đây là cảnh tượng gì mà nhìn như ngày tận thế vậy các bạn ạ. Video đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.